Hello, hello, xin chào bà con. Giới thiệu cho bà con, đó là sản phẩm tời que tay tự hãm này, mã 1200 nhá. Đây, hàng nhập khẩu trực tiếp nhá. Đấy, xịn sò luôn. Loại nhông to nhá, quấn cáp nhanh hơn này. Hanwick. Và mã sản phẩm 1200 LBS nhá. Tải trọng kéo là 550 cân, tải trọng lưng là 200 cân. Và chúng tôi thì bán buôn bán lẻ giao hàng toàn quốc nhá, giá tốt nhất thị trường luôn. Đấy, hàng rất chi là xịn sò nhá, nhông to này, chắc chắn này. Và đấy, ngoài ra thì chúng tôi có tất cả các sản phẩm tời hàng nhập khẩu Đài Loan này, hàng nhông trắng của hàng Trung Quốc này, đầy đủ cáp móc cáp đi theo nhá. Đấy, tải trọng từ 1,5 tấn, 1,2 tấn, 900 cân, 600 cân, 500 cân, 400 cân, và hàng nhỏ nhất là vào 270 cân. Ai có nhu cầu cứ liên hệ trực tiếp nhé. Và mỗi một ngày xuất đi rất nhiều đơn hàng, hai nhân viên đóng liên tục đấy ạ, liên tục tuyển đại lý nhé. Vâng, xin chào bà con.